Bây giờ cô bây giờ chú Hiền rồi các ba. Ừ. Con tên là gì? Quyên. Con tên là Quyên à? Ừ. Con học lớp mấy? Bốn à? Đang lớp 4 à? Ừ. Ai chủ nhiệm? Cô Thiêm. Cô Thiêm à? Cô dạy con môn gì? Toán tiếng Việt. Toán tiếng Việt. Ừ. Thế con đi học thì con học giỏi môn gì nhất? Không học giỏi môn gì. Hả? Không học giỏi môn gì ạ? Thế con thích học môn gì nhất? Tiếng Việt. Tiếng Việt nhất à? Ừ. Tiếng Việt là mấy điểm? Chưa có điểm. Chưa có điểm à? Ừ. Thế từ trước đến nay con được điểm cao nhất là môn gì? Chưa có điểm cao nào. Chưa điểm cao nào? Từ trước đến nay? Thật không? À, được 9, 10 con nào không? Không được 9, 10 bao giờ? Có được 7, 8 không? Chỉ được 6,3 thôi. Chỉ được 6 thôi à? 6,3. Còn chưa được 9, 10 bao giờ? À, thế con phải cố gắng lên nhá. Hả? À, cố gắng nhiều hơn nhá. Ừ, chịu khó mà. Rất là ngoan các bác. Ngoan lắm. Cực ngoan luôn. Hiền lành. Lễ phép. Đấy. Ban đầu thì hơi nhút nhát một tí, nhưng hôm nay tự tin hơn, bạo dạn hơn rồi. Đấy. Đúng không? Hôm trước là vẫn hơi nhăn nhát, nói thì bé, đúng không? Đấy. Các bác còn rất là khen con đấy. Khen con là ngoan ngoãn. Đấy. Mẹ thì hiền lành. Hai mẹ con hiền lành, chịu thương, chịu khó. Đấy. Đấy. Cháu Quyên các bác nhé. Con của cô Dự. Mang đây cô Dự. Mang dao mang ấy đi. À. À, xin chào các bác nhé. Cháu đang có mặt tại nhà cô Dự. À, hôm nay thì đâu, cô thử bật nha, bật được. Cô cứ thử mở này. Cô không biết mở kiểu gì. Cứ thử mở. Được. Đây. Hả? Cô chịu, cô không dùng cái này để cô biết. Đặt nằm không? Đặt nằm. Đặt nằm không? Nó cũng bật chưa? Không bật đâu, còn không bật. Đây cái gờ này. À cái tô vít này nó phải cái bẹt bẹt cơ. Lấy dao cậy theo cái đường đấy đi. Cần vào tay đấy. Vào tay. Bỏ tay tay ra. Đấy. Cái này thì mấy ông bật sơn mới biết bật. Đây này, mấy ông cậy thẳng cái đường này này. Cái ừ. Này sơn nhà các bác. Hai mẹ con cô Dự. Hôm trước là bên phía công ty sơn Ly Hô. Đấy, tặng sơn cho nhà cô Dự. Ui giời. Cẩn thận vào tay nhá, nếu không được tí thì phá cái miệng cũng được. Bỏ cái nắp, chả sao. Quên. Ừ. Họ làm sơn chuyên nghiệp thì họ mới. Không có thua. Hả? Không có thua. Dao này không có thua. Không ra. Toàn đồ dao này. Hả? Dao này không ra. Không cậy được. Không được. Đấy, 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 chạy thẳng, chạy dọc luôn, kéo dưới, kéo dưới này. Đấy, được đấy, kéo nữa đấy, đấy, đánh tách ra này, đâm xuống sâu vào, đấm sâu vào, quên tránh nhau mọi người con, đấy, cứ đâm sâu đấy, đấy, ra đấy, bãi ngâu phải dài, ừ, thành thợ sơn chuyên nghiệp thì chết, gãy cả dao này, hả, gãy cả mũi dao, không dao, tí uốn, dao này, nó phải vào cái gò nãy chứ, cái vào tay cô đưa từ trên cái gờ trên ấy, từ chỗ mà cậy rồi ấy. Không cần từ trên đấy, từ tầm này đâu, kéo thẳng đấy, lấy con dao vọ gõ cũng được, cứ nhẹ nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ quên nhé, quên tránh. Gãy cả mũi này hả? Gãy cả mũi. Ui giời. Dao gãy cả mũi, chả thằng gì vô đồ dao này. Ngược rồi, ngược rồi. Cái dao có để ngược rồi. Bọn kia. Đi xe về. Bọn trẻ con đi chơi à? Cả nhá chơi. Đấy, gần được rồi. Đấy, đấy. Được rồi, cô giữ nguyên, để con dao đấy. Đây cô đóng cái này vào, cô gõ cái này vào, cô cậy cho cái này vào trong.
bướm ra để cho cái đấy vào trong. Đấy, đâm gửi cho nó vào trong, gậy nó lên mà. Đấy, đấy cho vào khe. Ừ. Con dâu bầu cứng mũi nhưng không biết nó đi nào. Ừ. Đâm ngược ngược mới được chứ. Đấy, đưa nữa, được rồi, đâm lên nữa đi, gõ gõ đi. Đúng rồi. Gõ đi, đấy, cho hẳn lên đi, cho hẳn ở trên đi. Rồi, cô lên ngược, bẻ bẻ ngược lại, bẻ ngược lên, lên trên đấy. Đấy, được không? Đấy, được rồi, bây giờ cứ chạy dần ra thôi. Ừ. Phá nắp à? Ừ. Gần dao một chân này. Đấy, dao đấy. Ê, bửa mạnh ra đấy. Đấy. Ra rồi. Con ra đi con. Ừ. Đấy. Gõ nó vài gõ là theo cờ đấy là ra. Ừ. Được rồi, bữa đấy. Ừ. Chém nắp à? Ừ. Thế thế thôi, thế rút ra chém đi. Ừ. Rút cái quế ra đã không được hỏng cái dao. Rút ra, rút ra. Ừ. Thôi, thế mà cô phá thì cô dựng đi, dựng đi, dựng đứng đi. Dựng đứng đi. Lấy con dao vọ chặt cho bác. Chặt đi chứ. Không. Chặt gò này, chặt đúng này. Chặt cái này này. Chặt vừa thôi. Chặt vừa thôi. Được rồi đấy, bây giờ cậy ra đấy. Thôi, thế đó. Ui. Thôi. Cậy đi, cậy cô, bây giờ cô cầm đây này, cô bửa phát lên. Cô cầm đây, cô bửa mạnh lên. Lắm. Hả? Chắc lắm. Không lên được hả? Không. Ui dồi. Thôi giờ. Chắc mà. Được rồi, thế này được rồi. Được rồi, kéo đi lên rồi. Thôi đứng để cái đấy mà giữ. Nên chắc luôn. Chắc lắm, làm chắc. Không, xong lên đây, đây. Gì mà không lên. Đây, thôi, lên này. Thấy chưa? Cần đứt tay ấy. Đây. Đấy, cho gỡ này. Đây, thấy chưa? Đấy. Bừa từng gờ một. Đấy, rồi. Đấy. Rồi, vứt cái nắp đi. À, không, cứ để tí nữa có gì cho cái sơn để quét các cái rìa kẽ ở đấy. Cô lấy cho cháu một cái bát nước này. Pha vào các bác. Từ từ nhá, đừng cho hết nhá. Đâu đây này. Từ từ. Cô đổ. Lấy gáo. Lấy gáo. Cô kiếm cái que để ngoáy này cô. Nắp này là cháu không bật. Mới lần trước cũng toàn chặt rồi. Nó đội ông 10, đội ông Tình, ông đi sơn chuyên nghiệp thì ông biết cậy. Nhà cô dự này, nhà nứt toác hết rồi. Làm lâu rồi. Vừa rồi nó lụt, nó ngập đến tận đến cái chỗ này mà. Vòng vàng này. Đấy, giáp cái chỗ gò này. Cô thả cái quen vào đi không sao đâu. Dựng, cứ thả đằng không? Thả đằng đấy. Cho đi, đổ nước vào đi. Lấy gáo. Thế nào? Ừ. Cứ đổ hết vào đi. Đâu. Rồi, cho ít nữa. Nên lớp nót không sao vậy. Được rồi, thế thôi. Được rồi. Đừng lấy đâu. Đảo đều này, thật đều này. Đây mình đang làm sơn nót. Ừ.
Trắng chưa? Trắng rồi. Trắng gì mà sáng thế? Ừ, sáng. Ừ. Thôi thế nó gọi nhiều quá. Đừng cho. Ô. À, tưởng cô cho nó loạn quá. Con ấy đâu? Quyên cuối nào đúng Quyên? Cô mang con ăn đấy. À. Đâu có mang cho xem nào. Máy mạnh không? Máy đều lên nó mới đều được. Máy sắt đáy ấy. Đâu xem nào. Đóng đinh cơ. Sao phải đóng đinh? Đóng đinh thì tí ở dưới thấp cô tháo kiểu gì? Tí ở dưới thấp cô tháo kiểu gì? Tháo được ấy. Tháo thì chặt cái chỗ này ra rút ra. Cô phải làm. Đừng có chắc muối cái này đi. Sợ nó tuột. Thế cái chổi cái bé đâu? Chổi bé trong nhà. Ừ. Mang cho Quyên nó quét cái bé đi. Quyên đưa cô đưa cái cho trọng. Cô ngoái này thật cho đặc tí nữa. Đều tí nữa. Ngoái này kìa. Hỗ Quyên đi. Quyên bỏ cái giả đi Quyên. Đấy bỏ đi. Điện thoại vào trong nhà trong bếp vậy. Ờ, cứ thế đi. Mang ở cái giả luôn con. Mang cả cái giả. Ừ. Quyên này ngoan đấy nhờ. Toàn quế nhà cô Toàn ngoan. Quyên này ngoan. Quế này đi học. Ừ. Quế đang ra sân. Thợ đang làm. Quá đẹp nhỉ. Chấm đẹp. Ừ. Chấm như vôi này. Ừ. Chấm ngọn. Vì cạo trong kia nó cứ bỏ cát à. Cô không cô cạo nè. Cạo đi. Thế à? Ừ. Quét một chỗ nào. Quét không cũng cạo. Cạo nó bỏ nó hở gạch à. Ừ. Nhà nó không chắc rồi. Ừ. Trước này cắt non. Ừ. Được rồi đấy. Bia cô khả năng có phải kiếm cái, chặt cái tàu đó chuối của dại dưới à tí nó dính trong sân. Cô bạt đi. Ờ bạt mang bạt được. Ờ. Hả? À. À. Rút cái củi cái đổ đó. Ừ. Cứ dài xuống, đỡ phải quét. Nó bám thôi nó ấy. Rồi. Ăn luôn rồi nè. Đây con ăn đây. Không còn rộng đâu, cho nó áp vào đấy là được. Không, cho hẳn xuống dưới đi. Cho hẳn xuống dưới, đừng để nó còn sơn đến sát chân mà. Đấy.
Bên này nhà cô không chát, mưa nó có hát nó ướt không? Không. Thấm không? Không thấm đâu. Đằng sau có chát không? Đằng sau có chát đâu. Sau không chát à? Bây giờ có vụ đây có chát. Xoay năm bao nhiêu không nhỉ? 206 à? Ừ. Được đấy, có cho sơn sao giáp vào. Xây giáp vào. Ừ. Rồi. Chúng tạo vào cây thùng sơn. Ừ, chúng vừa thôi. Đều, chúng đều đi, chúng đều. Năn năn cho nó quay đều cái con năn. Cho nó chìm xuống. Rồi, đừng 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 nhấc cái vội. Lắc lắc cho nó rơi, nó thôi được rồi. Lắc lắc, đấy, cho nó rơi hết ra ngoài này. Đấy. Rồi, năn ở trên cao không dưới. Ừ. Từ rồi, cứ từ từ rồi, đấy. Đấy. Có gì đâu. Cứ đẩy từ trên dưới trên nó lại lên xuống, không phải kéo. Đấy, đẩy ngược lên luôn. Đẩy ngược lên luôn. Đấy. Thế có gì đâu. Tí năn lại nấp nữa thùng mới sáng bóng luôn. Đây cô cứ năn nấp nó đi. Quyên ra học tập đi. Nhìn đây. Quyên ra học của lo. Đó. Dễ khó gì? Phải làm đấy chứ. Ừ. Tự mới làm chứ. Được rồi, lại nhúng tiếp đi. Nhúng vừa thôi. Nhúng vừa thôi. Ừ. Ít thôi. Nhúng đều rồi con ăn nữa. Phải làm đóng đinh. Ừ. Khi nó về thì phải đóng đinh. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Ôi, đừng nắc. Nắc nắc nhẹ dưới, nó sánh ra ngoài. Nắc nhẹ ở trong đấy thôi. Đấy, đẹp thật nực ấy. Sáng bóng ấy, có gì đâu. Ừ. Sáng ngay ấy. Quá đơn giản. Cái này nó nhẹ nhàng tự làm được. Ừ. Thôi mất tiền. Tiền thì không có. Cái này nói chung là ai hầu như năn này đơn giản này. Ai năn được. Nhúng vào lăn. Chấm cho đậm đậm mà. Cô có dúng hẳn nào. Đấy nhưng mà cô lắc ở ngay trong miệng, đừng đặt, đừng cho nó cao. Đấy. Có gõ vào dưới cái miệng ấy, gõ nhẹ thôi. Đấy để cho nó chảy, nó chảy trong đấy. Rồi. Đấy. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đấy. Hả? À? Chuẩn bị que từ chiều hôm qua à cơ? À dạ. Được đấy nhỉ? Ừ. Chuẩn bị sẵn sàng đấy. Hả? Cả đinh cơ à? Dạ. Tối qua có ngủ được không? Dọn cái gì? Quét. Dạ. Ngủ được mấy giờ? Gần 10 giờ trên nhà cô Toán sau về. Ngủ đến mấy giờ? Ngủ đến người trưa đến 3 giờ thì dậy. 3 giờ dậy rồi. Dạ. 3 giờ đêm á? Ừ. Dậy dọn dẹp. Dọn trong nhà quét bắc phàm quét hết. À dạ. Quét đi. Để nay ăn ăn đấy. Ừ. Ừ. Cô Toán cô bà lên nấu cơm. Ừ. Làm quen hết. Quen hết. Thành thợ sơn hết. Đây người con gái người ta đi thợ, người ta đi sơn cùng mấy đội sơn này. Nắn luôn ở dưới này, nắn luôn ở dưới này. Đấy, nắn luôn. Nắn luôn. Đẩy trên luôn. Đấy. Làm hết đi. Chấm đậm đậm mà nó bắt ngay nhỉ. Ừ.
chỗ đấy cứ cho nó đậm vào. Đây là chỗ sơn cũ nhà cô Bông này, sơn cũ à. Đấy. Ừ. Cho nó đậm vào, thêm sơn nào, chỗ nó bong cho nó đậm. Gõ thôi, gõ cái đầu luôn, đấy đúng rồi. Đặt từ cao, đặt từ thấp nó chảy xuống dưới coi. Cứ nhẹ thôi. Cạy đó, cạy cái bong tí cho mình đớp nữa không nó, cho nó khô cái này. Hú ra cái phết đấy nhỉ? Hết. Gõ luôn đầu đấy đúng rồi. Đấy đúng rồi, đấy đặt luôn đấy, đặt luôn dưới. Đấy. Sáng ngay có gì đâu. Được rồi, chỗ đấy được rồi. Lan ăn ngoài tí còn lan đớp nữa mà. Để nó khô đó. Đấy lan luôn cái chỗ ô thoáng này. Cái... Ôi, chỗ dưới thấp. Đẹp thật nực đi. Đấy, đoạn này nắng luôn này. Tí 15-2 phút là khô luôn. Khô cong luôn. Bóng loáng luôn. Khó gì đâu đúng không? Làm tốt nè. Thuê là mất tiền nhưng gì à? Gõ, cứ gõ ngoài cái chỗ chạy dưới. Rồi. Lan ở dưới này, chỗ dưới này, khu dưới này. Đấy. Không có nhà, đi đâu? Đấy. Đẹp chưa? Nó nằm ở chỗ vàng vàng này tí nữa này. Ô có cái khe này cô ngày xưa không chát à? Không. Cái khe này. Không chát thì sơn là kiểu sao được? Không chát. Chát sơn nó bong ấy. Đấy, bây giờ so sánh ở chỗ này mới ngoài cái khác hoàn toàn rồi. Đẹp phân lực rồi. Đấy lăn nó trên chỗ trên này đấy cho thêm sơn đi, tiếp sơn đi. Nó gõ ra hết đi. Rồi. Đấy. Vàng vàng này. Đấy. Đặt luôn. Không. Ôi giời. Cô làm vài ngày thì cô cũng chuyên nghiệp. Cũng làm hết.
Đấy cái bông vàng đấy, nó sáng sáng. Được rồi, đây này, chỗ này này, cô dựa này. Nó lại cái chỗ gò này, mấy cái chỗ trên này, nó đang ở trên nó vàng kìa. Ờ, đứng xa tí. Đứng xa, đặt thẳng mấy con ăn lên trên. Đúng rồi. Đấy. Cho cái kéo sát đó, kéo sát dưới cái chỗ mấy ấy, gò dưới ấy. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Hồ này lắm, này này đó. Ừ. Thời tiết đẹp. Ừ. Thôi được rồi, thế thôi. Thế thôi, cho nó khô tí lần nữa thì nó mới bóng được. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi di chuyển kéo bàn vào trong này. Kéo bàn vào trong. Đấy, hè, xuân hè luôn. Không, đây đây, xuân đây. Xuân đây cho nó khô hết một lượt đi. Bỏ mấy thùng sơn này vào đi, kéo bên này đi. Quên. Nôi đây con. Nôi sang bên. Ừ, không cho ra ngoài được. Đấy, có vướng không? Nó cho sân đi, cho sân này. Rồi. Rải cái đi chứ. Rải cái này dọc ấy đi. Đấy, kéo vuông luôn, kéo cho chân đi quên luôn. Nó đầu đấy lại được. Bỏ cái rẻ dưới ra. Đấy, được rồi. Cái này mà nó không muốn nó dính ấy, cái này nó ấy này lau luôn. Thì nó không bao dính được. Ừ. Chơi gần lên trên ấy. Đặt thẳng lên. Rồi, đấy, nằm ở trong luôn. Nằm xuống dưới luôn. Chạy dưới. Đấy, đấy, thấy chưa? Bắt nhờ. Ừ. Sáng nhờ. Ừ. Đây, cái gì à? Cô cho cái gì à này tí. Đấy. 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 Rồi. Được rồi, được rồi. Đẹp thần đực. Thôi cho tôi đợi cho thêm vào đi. Tiếp sơn. Đập 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 vừa vừa thôi. Gõ cho nó chảy bớt đi. Đấy, quyền đang trách va giám sát phòng tập được à, tập mà làm đấy chứ. Ừ. Ừ.
Làm được hết cái này dễ. Được rồi, thế được rồi. Cho nó ăn bờ bên này đi. Phải đứng dưới này. Ừ. Xuân đất còn vài triệu chứ. Đấy, gò đấy, ngắn hết. Có gõ. Năn đầu sáng đấy. Sáng chứ đang sơn đấy nhỉ. Rồi cạn nó. Đứng vào đây chỉ tí là được. Ấn vào cái cửa này không có ra. Rồi, thôi, những cái khe đấy tí phải lấy cái chổi con quét. Đấy, bóng loáng này. Rồi, được rồi. Thế thôi. Gõ. Ngửa đâu kia, nửa đâu kia. Đấy, gõ xuống. Đấy. Để bắn vào cửa. Ui, bắn vào cửa này, cô nâu không nó ngay, nó không ra đâu. Vẫn vỡ bóng ấy. Hả? Nâu nhưng mà cô phải nâu ngay, nhưng mà không nâu ngay nó khô, nâu khó lắm. Em quên đi lấy cái rẻ dâm nước ở đây. Cái rẻ nào mà rẻ bỏ ấy. Nó sạch tay tí. À đây là cái chổi này. Chổi này. Chổi xanh này, thấy chưa? Dâm nước mà. Thôi đấy được rồi, tí ăn nấp nữa mà. Ừ, chuyển bên này đi. Chuyên nghiệp ngay. Đấy, chỗ Avio này các bác lại thuê làm thợ sơn. Ngày này kiếm khối tiền. Đập xuống hết đã. Tiết kiệm. Rồi. Không phải vậy, mang đây. Thôi, đừng nấu vào cái cửa. Ra nấu cái cửa đi. Đẩy ra cửa. Đây lại vỡ kính nhá. Nấu hết cái sơn đi. Đấy, bây giờ đang ướt rồi nấu cái ra ngay nhưng mà chỉ cần đợi 15 phút mà cô cậy cực khó luôn. Bám vào ấy. Nó sạch hết cái đấy đi. Đứng gần là bấn gì? Đứng gần đến bờ không sao đâu. Cắn đâu rồi. Cắn cái gì? Ai gì mà cắn? Nào ở trên thì trên nữa kìa. Đấy, nhìn thấy cánh cửa chưa? Đấy. Đây này, cái này. Cái này này. Thấy không? Đấy, một tí nữa. Được rồi, đấy. Nó hết đi. Đấy. Nó sạch hết thì sau đỡ phải cậy. Thôi được rồi. Được rồi. Đi dốc cái rẻ đi. Rửa lại cái rẻ đi. Đi rửa lại cái rẻ đi. Nó dính sơn nó không sạch hết.
Rồi. Đấy. Nhà cô dự ăn đơn giản, nó không có nhiều chi tiết. Không có nhiều chỗ. Nó không nhiều gờ cạnh các kiểu, nó chỉ toàn mặt bằng này thôi. Giống sơn là món ăn thôi. Vậy bớt một tí nước đi. Nó ra lau lại cho nó sạch. Ui dồi. Thầy vừa bắn vào người chú. À. Đấy, vàng ra. Sạch. Vàng. Nhớ con nhìn bên kia nó khô quá, nhìn nó khác kìa. Đấy, nhìn một lớp nhá. Có nắng, mới được một lớp. Ừ. Bóng loáng này. Có. À. Ừ. Rồi thôi. Thôi giải giải ấy đi. Giải sơn nó giải bàn lại. Quế mang cái đấy à, cái quyền lau hết cái chỗ sân này đi. Dội nước một cái, con lấy cái chậu con nước con dội đấy. Không. Không dội tí nó không ra đâu. Hả? Chắc cái gì có còn đâu có mới ra. Sao cậy mất công á. Đấy. Di cho ra luôn. Cho chậu nước nữa. Thì nó ra làm đâu sạch cái đấy luôn thì đỡ mất công làm lại. Gõ thôi, nó mới ra đỡ phí sơn. Đấy. Đừng cho nó trên hẳn, trên đỉnh nó có bụi, nó bám, nó đen. Trên nó là đất, bụi. Mạng nhện á? Ừ. Tự tay làm đẹp ngôi nhà của mình cũng vui nhỉ. Đấy. Đúng không? Ừ. Bọc thảm quẹt hết. Ừ. Đấy, dội nước vào Quyên ạ. Dội nước nó mới ra. Cả cái hè kìa, tí nữa được quen luôn. Rồi cho thêm sơn đi, tiếp thêm sơn. Quyên này làm việc tốt này. Bảo làm được hết này. Ngoan ngoãn. Ừ. Này. Quá giỏi rồi. Đấy, được. Cứ nào con thấy sơn con quét sạch hết, dỗ hết. Nó thấy ngoan chưa? Chịu khó chưa? Ừ. Đấy.
Ừ. Nó bỏ cái lớp sơn cũ của cô ấy. Sơn thì nó bắt nó kéo cái sơn ra. Đấy, cho đấy là mưa. À trước là lụt là nó ấy. Ui dồi. Ui không kéo bàn đi tí nữa lại quét ốm. À. Hả? Kéo đi. Sơn bắt nha. Sơn quá tốt của anh nha. Bắt này, nó nhìn này. Ừ. Cái này sơn nhà cháu vừa rồi đấy. Mấy chục triệu ấy. Sơn một cái nhà hết ít tiền đâu. Ừ. Có nhà họ sơn 100 triệu. Sơn. Đây mình được tặng miễn phí đấy mà lăn. Đấy bỏ đấy nhỉ? Toàn cát thì nhỉ? Ừ. Tinh cát không. À. Có. Đó đi. Rồi. Cái gì này cô bảo không đóng đinh gì đâu, cô cha. Ừ. Đóng đinh. Đấy, quyền chịu khó đấy. Sao ít rồi đỗ nặng. Lận chơi để ngã. Này, rồi cho thêm sơn. Nhúng sơn à. Đỏ quá nhỉ. Nụt là nó nước nó vẫn ứ ở trong ấy. Ừ. Thôi, chuyển cho khác luôn. Ừ. Kéo ở trên dọc dưới luôn cho được ở đoạn dưới đi. Đấy. Đấy. Bắt lại nhỉ. Đấy, nhìn Quyên làm này. Được. Đấy, cả cái chỗ ghế các bạn ạ. Chỗ chậu nước à. Chỗ bật sơn nó mở thùng sơn đấy. Con lau qua đấy. Đấy, bỏ mấy con dao ra. Quá ngoan. Sáng hết mặt tiền đấy nhờ. Thôi con ăn vừa, ăn nó nót, nó vừa thôi. Tí còn ăn đâm nữa mà. Nó phải được luôn đâu. Chỉ có đúng một thùng ngày xưa. Độc một thùng. Thế mà đủ. Ừ, kéo khắp trong nhà hết. Ừ. Mà không có tiền tiết kiệm. À. Ừ. Có một thùng thôi. Ừ. Tiết kiệm chứ không phải đâu được một đủ. Ừ. Nhắc sơn cả lần. Ừ. Cứ nó lạng lạng thôi. Qua thôi. Nó ăn nước nữa. Nó khô á. Đấy. Đẩy khắp. Bên này nó tường chắc hơn. Ừ. Chắc thôi. Quét qua trên cái trên đấy đi quên ạ. Trên hè kìa, nhưng đừng dội nước. Trên hè ấy. Đấy. Quét hết cái sơn đấy đi. Trên đây con lấy cái nâu xanh này.
Nó sơn. Đấy cái chổi xanh ấy, nó lau lau thôi. Nó đỡ bám thì tí nữa nó đỡ rồi. Nam nhở. Nó bắt luôn, nó không bị bở ra. Ừ. Khu nhà cô dự ở dưới này có mỗi mấy nhà nhỉ? Bây giờ còn có hai nhà. Hai nhà. Ừ. Giáp sông Cầu. Cô ở đây có gặp ma bao giờ không? Không. Không có ma bao giờ. Không. Ừ. Có sợ không? Quen à? Cô từ bé ở đây rồi ấy nhỉ? Ừ. Ừ. Tối không sợ đâu gì. Không. Ừ. Có. Sợ chết ở đâu. Ừ. Ừ. Sợ vẫn ở hết đúng không? Ừ. Mưa cũng sợ. Mưa thì sợ nhà nứt đây thôi gì. Sơn nó che đi ấy nhỉ? Ừ. Quá đẹp. Rồi lên ăn này nữa, cho bên này đi. Rồi tí nó lại. Đấy, Quyên được việc chưa? Sạch chưa? Thấy chưa? Cái này nó để nửa tiếng cậy khó lắm. Rũi không ra ấy. Sơn nhà biết rồi. Mệt lắm. Làm được cái gì làm luôn. Sạch. Ấy. Đẹp đấy. Bạn to rồi. Các bác thấy ngôi nhà có dự láng chưa? Bóng chưa? Đấy, uy tín ngay. Một lớp rồi nhá. Đợi khô nữa còn đẹp nữa. Và bây giờ cháu cũng kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn anh Linh bên phía công ty Sơn Ly Hô. Giám đốc công ty Sơn Ly Hô đã tài trợ sơn cho nhà cô dự cũng như các bà con nghèo. Đấy. Ui quần áo bỏ ông dính quần áo ra đâu cô dự ơi. Ờ cái quần áo này. Đấy. Xin chân thành cảm ơn anh. Xin kính chúc cho anh cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và xin được kính chúc cho công ty Sơn Ly Hô ngày càng phát triển hơn. Đấy. Cung cấp thật nhiều sơn ra thị trường cho bà con làm đẹp các ngôi nhà. Đấy. Các quần áo đi. Ôi. Cần tay dính sơn là lại dính không ra đâu ấy. À. Đưa cho Quyên này, Quyên nó cầm mẹ dính rồi đấy, Quyên. Có quần áo treo. Không mẹ dính là. À. Mang cái dây cầu bếp rồi bóc dây. Bóc vào đấy, bóc dây cầu bếp. Tối lại tí. Ừ. Phùng kích. Ôi, quần áo toàn bùn đất đặc.
Cháu chào tất cả các bác nhá. Hiện tại thì trên kênh của cháu bây giờ thì đang bán một số cái mặt hàng nông sản tiêu thụ cho bà con ở Thái Nguyên. Cháu cũng giới thiệu đến các bác, để các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ với cháu nhé. Đầu tiên là cháu có bán đặc sản mật ong khoái rừng Thái Nguyên các bác. Đó. Mật ong đảm bảo các bác là 100% là mật ong khoái rừng chuẩn tự nhiên 100%. Sản phẩm đến từ núi rừng của Thái Nguyên các bác nhé. Giá thì rất là hợp lý. Đấy, cháu có thể nói là rất là rẻ. Các bác mua càng nhiều thì giá lại càng rẻ các bác nhé. Các bác mua từ 10 lít trở lên là giá là 410.000 một lít và đã được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 5 đến 9 lít là giá là 420.000 một lít và cũng được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 2 đến 4 lít thì giá là 430.000 một lít. Đấy, và cũng được miễn ship các bác nhé. Và cuối cùng các bác mua 1 lít thì giá là 430.000 một lít. Đấy, tuy nhiên 1 lít thì là không được miễn ship các bác ạ. Đó. Và thứ hai là trên kênh của cháu hiện nay thì đang có cái sản phẩm đó là nấm linh chi rừng. Đấy, có nghĩa là nấm linh chi đỏ. Đấy, tự nhiên rừng vùng núi Thái Nguyên, đấy, khu vực chỗ Bà Trà các bác nhé. Giá này cũng rất là hợp lý. Giá thì là các bác mua nửa cân thì là 350.000. Đấy. Tuy nhiên nửa cân thì không được miễn ship các bác. Đấy, các bác mua cả cân là 700.000 thì sẽ được miễn phí tiền ship. Về công dụng của nấm linh chi rừng thì các bác nào mà đã sử dụng rồi thì các bác cũng biết là nó cực kỳ tốt rồi. Các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu về cái công dụng của cái nấm linh chi rừng. Đặc biệt đây là nấm linh chi đỏ các bác nhé. Tốt nhất trong loại nấm linh chi luôn. Đấy, mà giá rất là hợp lý, rất là rẻ. Nó có rất nhiều những cái tác dụng, trong đó một số cái tác dụng nó nổi trội. Nó là rất tốt cho bổ gan, bổ thận. Đấy. Ổn định huyết áp này, đấy, giảm căng thẳng stress này. Đấy. Duy trì cái tuổi thanh xuân, đấy, có nghĩa là trẻ hóa. Đấy. Cũng như là hỗ trợ trong cái việc là điều trị ung thư. Đấy. Ngăn chặn cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy. Cũng như là nói chung là rất là tốt. Đấy. Tốt cho gan, cho thận, cho phổi, đấy, huyết áp. Đấy. Nói chung là rất là tốt. Đấy. Cái này người khỏe mạnh uống lại càng tốt nữa. Đấy. Chưa nói là người bệnh điều trị thì nó cực tốt. Đấy. Rất nhiều những công dụng của nấm linh chi. Đấy. Các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ nhé. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh của cháu thì còn đang bán là đặc sản chè Thái Nguyên. Đấy. Chè Thái Nguyên thì hiện tại cháu bán một loại duy nhất thôi. Đấy. Giá là 360.000 một cân. Đấy. Các bác mua từ 2 cân là các bác sẽ được miễn ship. Đấy. Còn về thuốc của Bà Trà thì các bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cũng có thể liên hệ với cháu nhé. Đấy, thuốc của Bà Trà thì là bà chữa được rất nhiều các loại thuốc. Các bác theo dõi các video các bác cũng biết rồi. Phải nói là rất là hiệu quả. Đấy, rất nhiều người đã khỏi bệnh, rất nhiều người đã thành công, rất vui mừng. Đấy, rất nhiều loại thuốc thành công. Trong đó thì có dạ dày này, đại tràng này, sỏi thận này, tai biến này, mỡ máu này, mất ngủ này, tiểu đường này. Đấy, phổi này, huyết áp này, tim mạch này. Đấy, ho mãn tính này. Đấy, xương khớp này. Đấy. Đấy là các cái thuốc của Bà Trà. Ngoài ra còn nhiều loại thuốc nữa. Các bạn có thể tìm hiểu rõ ở các cái video cháu đã đăng rồi. Đấy, khi mà lên cho Bà Trà lấy thuốc. Đó là một số những cái sản phẩm ở trên kênh của cháu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu sử dụng thì các bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại là 0915049825. Các bác có thể nhắn tin qua điện thoại cho cháu cũng được, hoặc là kết bạn Zalo cũng theo cái số đó và nhắn tin cho cháu ở trên đó. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Và cuối cùng thì cháu xin chào các bác nha.